Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị mình ha. Lại là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì hôm nay á, là đang có mặt tại xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha. Thì hôm nay lại có mang đến gửi cho anh chị mình một miếng đất. Thì với cái tổng diện tích miếng đất anh chị, là mình có được 3.742 m2 ha. Là 3.742 m2. Và một điều đặc biệt trên đất của mình đã có sẵn một căn nhà cấp 4 ha. Ở một căn nhà cấp 4. Và đâu đó thì miếng đất của mình đã có điện, giếng, nước và wifi đầy đủ luôn ha. Rồi để nói về miếng đất á, với căn nhà thì là sẽ phân tích cái đoạn đường sau ha. Ở đây là một khúc đường này là đường dân sinh ha. Đằng kia thì hiển thị tới kia nha anh chị nha. Đường hiển thị tới kia ha. Chỉ có cách 50 mét là tới đường hiển thị thôi ha. Ở đây nè, mình đang có một căn nhà cấp 4 và một cái khu mảnh vườn. Hiện tại là chủ đang bỏ trống ha, không có trồng cây ăn trái gì ha, hiện tại là đang bỏ trống. Rồi, thì chính xác nơi đây lại là ở xã Phú Tân ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì từ trong đất của mình anh chị đi ra hướng con đường nhựa ha, đâu đó nó tầm khoảng một cây số ha, là mình sẽ gặp con đường nhựa ha, là anh chị sẽ gặp ngay trung tâm ủy ban xã của xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, và chợ ha, chợ và y tế, ủy ban xã, công an xã, trường học các cấp 123, trường học mầm non ha, là ngay trung tâm anh chị ha. Thì với cái tổng diện tích là 3.742 m2 ha, trên 3 sào 7. Thì cái giá chủ mong muốn khi bán thì sau đây mình cũng sẽ báo giá luôn để không mất thời gian quý cô chú anh chị mình ha xem video. Thì chủ chỉ kêu cho cái mảnh vườn này là 3.742 m2, thì giá chính chủ kêu là 900 triệu ha, giá vẫn còn bất lọc thương lượng, mình gặp trực tiếp với chính chủ anh chị ha. Thì hiện tại một cái khu vườn của mình là đang có đất trống ha, chưa có cây ăn trái gì. Đây là khúc phía sau anh chị ha. Ở đây thì có một khoảng đất trống. Đất của mình là đất đen ha. Đất đen thì rất là tốt ha. Thích hợp mình trồng chuối nè, trồng sầu riêng, mít, bưởi, nói chung là đất đen thì trồng đủ loại trái cây ha, trái cây nào cũng tốt ha. Thì ranh giới thì cái phần đất trống là của mình ha, còn bên có hàng cây là của người ta, có ranh giới hàng đá làm có cắm cọc bờ bờ rào này kia hết trơn ha. Phía sau chủ có nuôi không? Một dê nè, có nhà cấp 4 ha anh chị ha. Đó. Nhà cửa khang khang, nhà cấp 4, điện, giếng nước, wifi đầy đủ luôn. Đất của mình ha là pháp lý an toàn, sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày, chính chủ anh chị ha. Ở đây thì chủ đang chuẩn bị xuống một ít sầu riêng ha. Cái này là chủ đang để đào một cái hố để làm một cái hồ nước ha, là kêu bằng cái ao thì nó hơi to mà kêu bằng cái hồ nước. Chủ sẽ làm một cái hồ nước đây để có nước tưới xung quanh những hàng cây ăn trái trên khoảng đất trống này ha. Thì một cái mặt tiền á, trên phía căn nhà đi qua từ bên này ha, mình được 61 mấy mặt tiền, cái hậu dài xuống là 50 mấy ha. Còn cái hậu ở phía sau thì mình ở được 65 nha, mặt tiền 61, phía sau là 65. Và đất của mình ha, chính xác nơi đây lại là ở xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha. Đây anh chị mình đi ra tầm khoảng 900 mét ha, mình sẽ gặp trung tâm, ngay trung tâm của ủy ban xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Giờ sẽ gặp chợ, trường học các cấp 123, trường mầm non, ủy ban xã, công an xã ha, y tế, đầy đủ các tiện nghi. Thì giờ ra đến đó thì tầm khoảng 900 mét anh chị lại rẽ trái ha, là ngay đường nhựa anh chị sẽ rẽ trái, anh chị sẽ về hướng quốc lộ 20 ha, của km 120 xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha.
là đâu đó tầm khoảng 6 km nha. Từ trong miếng đất của mình đi ra đến quốc lộ 20 là tầm khoảng gần 7 km ha. Đi ra đến quốc lộ 20 đó, anh chị lại rẽ trái, anh chị sẽ về hướng thành phố Đà Lạt ha. Đâu đó là 175 đến 180 cây số ha. Còn anh chị sẽ rẽ phải thì anh chị sẽ về hướng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đâu đó là 115 đến 120 km nha. Rồi, đất của mình ở xã Phú Tân, Định Quán, Đồng Nai. Thì cái diện tích hôm nay là gửi đến là 3.742 m2 ha. Đã có pháp lý an toàn, sổ hồng riêng chính chủ sang tên công chứng trong ngày nha. Bây giờ giá chính chủ kêu bán là có 900 triệu thôi ha. 900 triệu giá vẫn còn thương lượng bớt lọc trực tiếp với chính chủ anh chị ha. Anh chị nào mà có quan tâm thì mình có thể alo cho lại, để số điện thoại cho màn hình video ha. Hoặc là cô chú anh chị kết bạn Zalo với lại cũng chỉ xài một số điện thoại đó thôi ha. Để mình có thể trao đổi thông tin và mình đi xem đất, và anh chị sẽ gặp chủ, gặp trực tiếp chính chủ và mình có thể thương lượng về giá cả ha. Rồi, miếng đất thì nói chung cũng có nhà cấp 4 với lại một cái phía sân lần trước thôi, cũng không có gì nhiều nên lại quay đơn sơ ha. Còn ở phần này thì đất trống thôi, chỉ quay sơ sơ dưới thôi. Thì đất nó cũng cách ngay trung tâm ủy ban xã với chợ, thì kia khu dân cư đông đúc ngoài đó tầm khoảng có 900 mét thôi ha. Rồi ra đến con đường nhựa là gặp chợ rồi trung tâm ủy ban xã đầy đủ hết ha. Thì chỉ có 900 mét thôi. Đó, sau đó rẽ trái thì về quốc lộ 20 là 6 cây nữa nha anh chị nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video ha. Rồi, sau đây là sẽ đưa phần sổ sách, vị trí và Google Maps lên gửi đến cô chú anh chị mình ha. Thì đất của mình á, hướng mặt tiền đất với mặt tiền căn nhà ha, quay về hướng Tây Nam nha, quay về hướng Tây Nam anh chị ha. Rồi thì bây giờ là sẽ chạy xe ra ngoài đường ha. Thì nó cũng hơi khó một tí, hơi khó chạy xe, nhưng mà là sẽ chạy cho đến anh chị mình ha, một đoạn video đường xá ha. Rồi bây giờ là sẽ từ trong cái đoạn phía căn nhà ha, phía mảnh đất là sẽ chạy ra hướng ngoài đường ha, ra hướng ngoài đường nhựa rồi đến cô chú anh chị mình xem nha. Cái đường nó hơi khó chạy một tí ha, là sẽ vừa một tay cầm cái máy quay, một tay chạy xe, thì cô chú anh chị mình xem thông cảm cho lại một tí nha. Đây nói chung xe hơi thì vô vẫn được, nhưng mà hơi khó khăn một tí ha. Vô thì tới nơi thì vẫn được đó, nhưng mà chạy chạy chiếc xe hơi vô đến đây thì cũng nói chung cũng cả một vấn đề. Lại chuyên đi quay review bất động sản quảng cáo nhà đất chính chủ ha. Lô nào xe hơi vào được sẽ nó vào được, không vào được sẽ nó không vào được, để mất thời gian của chú anh chị mình ha. Nói chung là đường rộng 2 mét trên 2 mét ha. Đó, ô tô thì nói chung cũng có thể đi được, nhưng mà đi đến tận đất thì nó cũng hơi khó khó một tí. Đường thì hơi khó chạy tí ha. Tại vừa chạy xe máy, một tay chạy xe, một tay cầm cái máy quay thì nó hơi rung lắc, với lại nó giật giật cái màn hình đó. Cô chú anh chị mình thông cảm nha. Dạ thì cũng ngoài ý muốn thôi, chứ cũng không có muốn. Đó, nó cứ giật giật nha.
cho em qua cái anh. Rồi, cảm ơn anh. Đường đá nhiều ha, đường đá nhiều ha, hơi cầm cái máy quay nó hơi rung lắc á, cô chú chị mình xem thông cảm ha. Đó, mình tới đường nhựa nè cô chú anh chị, phía trước nè ha. Đây, con đường nhựa đây. Đường nhựa ha, đường thông thương ha, đường nhựa rất là thông luôn. Rồi ở đây nè, anh chị mình có thể đi ra được chợ rồi quốc lộ 20 ha, cũng nằm cái kế bên. Đây, giờ là sẽ chạy ra hướng ngoài chợ và trung tâm ủy ban xã cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, đây là tạp hóa nè, chợ nè. Đó, trường học cấp 2 nằm phía sau nè anh chị. Còn đây là trường mầm non nè. Còn phía trước mình là ngay trung tâm chợ nè. Đó, đây trường mầm non ha, trường mầm non Hoa Cúc. Ở trên đây là chợ, trung tâm chợ. Ở đây là ủy ban xã, y tế luôn nè. Đó. Đó, trung tâm trạm y tế xã Phú Tân ha. Rồi hướng này thì anh chị mình cũng vô được trong vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha, tầm khoảng 20 cây. Đó. Quốc lộ 20 vẫn được. Còn hướng này nè, anh chị mình đi ra quốc lộ 20 ha là tầm khoảng 6 km nha. Đó, từ đây đi ra quốc lộ 20 là 6 km. Rẽ phải về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là 115 đến 120 cây ha. Còn nếu mà anh chị ra trái, anh chị sẽ về hướng thành phố Ngàn Hoa của Đà Lạt là đâu đó 180 đến 185 cây nha. Rồi thì đây là hình sổ mình anh chị, địa chỉ đất của mình nè, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, diện tích là 3.742 m² ha. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây. Thì miếng đất của mình có thời hạn sử dụng đến ngày 31/10/2043 ha. Hết hạn thì anh chị mình đi cấp lại sổ mới. Đó, đây là hình đất của mình ha. Rồi thì đây là cái chân dung miếng đất của mình anh chị ha. Mặt tiền 61.5 m nè, cái hậu được 64.5, mỗi bên dài xuống được 50 mấy ha. Đây địa chỉ đất mình xã Phú Tân, Định Quán, Đồng Nai nè ha. Đó, đây thì đường hiển thị nó tới đây anh chị ha. Đây là đất của mình, đây là đường nội bộ một khúc 50 m ha. Từ trong miếng đất đi ra đường hiển thị là 50 m nha. Còn đây là cái vị trí chấm đỏ ha, là chấm ngay đây ha. Đó là địa chỉ vị trí đất. Ở đây là chợ Phú Tân nè. Anh chị mình đi đâu đó tầm khoảng một cây số là ha. Đó, mình sẽ gặp chợ Phú Tân ngay trung tâm ủy ban xã luôn anh chị ha. Nè. Đó, Phú Tân.
chợ Phú Tân. Ở đây là mình gặp ngay nè trạm xăng dầu Phú Tân, ủy ban xã này kia đầy đủ ha. Đây là trong đây là trường học nè, cái đường này là bên đây trường học nè ha. Nói chung là ở đây là một cái khu dân cư anh chị ha, chị đi đâu đó thì chỉ có 1 km mình sẽ gặp đầy đủ các tiện nghi ha. Rồi thì miếng đất đó anh chị mình rẽ phải cho nè, mình đi thẳng ra ha, ra đến quốc lộ 20 là tầm khoảng 7 km nha. Rồi rẽ trái về Lâm Đồng Đà Lạt ha, rẽ trái đây về Lâm Đồng Đà Lạt, thị trấn Maragui về Lâm Đồng Đà Lạt là anh chị sẽ về hướng Đà Lạt là tầm khoảng 180 cây ha. Còn đây anh chị rẽ phải nè, mình sẽ về hướng thị trấn Định Quán, về đó Bà Chồng Định Quán Đồng Nai đó là về hướng Phú Cường, Phú Túc, Gia Kiệm, Quang Trung, Dầu Dây ha, là về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là đâu đó là nó tầm khoảng là 115 đến 120 km ha. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video nha. Cô chú anh chị có thiện chí mình quan tâm mình alo cho lại ha. Đừng để số điện thoại cho màn hình video nha. Rồi cô chú anh chị hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho lại, để lại có động lực ra video hàng ngày gửi đến cô chú anh chị mình ha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều ạ. Video kết thúc tại đây nhé.